Trời ơi, em thích lắm á. Anh còn vé nào không? Em về em dẫn má em đi con. Duyên quá, sao tự nhiên mang ăn trưa chung một chỗ luôn ta. Nói nghe nè, có thích coi phim Hạ Cuối Tình Đầu không? Thích. Ha ha, anh có hai vé nè. Quá, thiệt luôn á hả? Trời ơi, phim này em nghe nói là phải xếp hàng dữ lắm luôn mới mua được á. Anh có mối quan hệ mà. Đã vậy còn hai vé, để em về dẫn cho mẹ em đi xem. Mẹ em thích phim này lắm luôn á. Anh còn vé nào nữa không? Cho em luôn đi. Còn chứ, để anh mua cho, anh đặt cho. Cảm ơn anh nha. Nè, uống đi em. Nước cam hả anh? Ừ. Em bị dị ứng nước cam. Ủa vậy hả? Em uống nước khác. Uống bưởi không? Vậy thôi, anh uống đi. Sinh tố bơ đây cũng ngon lắm. Vậy thôi, anh đợi tí em có điện thoại nha.